Mặc dù đã được cảnh báo từ nhiều năm trước, nhưng đến nay thì nhóm lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Mới đây thì con số Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố đã cho thấy rõ hơn điều này. Đến nay thì cả nước có gần 219.000 người có trình độ cử nhân trở lên thất nghiệp, tức là tăng 16.500 người so với quý trước đó. Trong khi thất nghiệp trong nhóm lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp lại có xu hướng giảm đi. Phóng viên Việt Nam Online của chúng tôi đã đi tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này. Tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị tài chính kế toán, trường đại học công đoàn, chị Huệ bắt đầu một hành trình khó khăn trong quá trình tìm việc làm. Mặc dù chủ động tìm kiếm cơ hội tại các doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa có đơn vị nào muốn tuyển dụng những sinh viên mới ra trường. Và sau 2 năm với tấm bằng cử nhân trên tay, chị mới có được một công việc, mặc dù không mấy hài lòng. Làm cho mình cảm thấy nó khá là nản đấy. Cũng là rất nhiều thời gian để mình có thể xin được một vị trí trong một công ty, cũng là do là bởi vì cái kế toán của mình ấy, là mọi người luôn muốn là có kinh nghiệm, trong khi mình mới ra trường thì đương nhiên là mình chưa có kinh nghiệm. Chị Huệ cũng chỉ là một trong hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Bức tranh không mấy lạc quan này còn được điểm thêm con số 471.000 người thất nghiệp có chuyên môn kỹ thuật, chiếm 42%. Trong đó nhiều nhất vẫn là nhóm có trình độ từ đại học trở lên. Đào tạo của chúng ta cần phải điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường. Rất nhiều những cái chương trình chuyên ngành đào tạo hiện nay thì chưa xuất phát từ cái nhu cầu của thị trường, mà mới xuất phát từ cái phía cung thôi, tức là khả năng đào tạo và cái mong muốn được đi học của học sinh và khả năng đào tạo của các trường. Cử nhân thạc sĩ thất nghiệp hay loay hoay kiếm sống bằng công việc trái ngành trái nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp hơn trình độ đào tạo. Xu hướng không ít cử nhân chuyển sang học nghề với mong muốn dễ tìm việc đã trở thành hiện tượng phổ biến trong xã hội mà vẫn chưa kiểm soát được. Chúng ta vẫn nói tức là cố gắng làm sao nắm bắt được cái tín hiệu của thị trường để đổi mới công tác giáo dục đào tạo, nhưng mà dường như là cái việc nắm bắt cái tín hiệu của thị trường để đổi mới các hệ đào tạo hiện nay cũng chưa được chú trọng nhiều lắm. Rất cần những cái cuộc khảo sát định kỳ, biết cái nhu cầu của doanh nghiệp và cái kế hoạch đào tạo phải dựa trên nhu cầu đó. Con số cử nhân thạc sĩ thất nghiệp đang tăng lên theo từng quý, điều này gây ra sự lãng phí công sức của người học, hao tốn tiền bạc của gia đình và lãng phí một lực lượng lao động có trình độ cao mà chưa có chính sách sử dụng hợp lý.